TV. Chào mừng các bạn đang đến với series Gu Shan Vlog của mình. Đây là vlog thứ hai. Ở vlog trước thì chúng ta đã nói về những đắn đo, những tâm tư khi chuẩn bị đến với bộ môn Gu Shan. Còn trong vlog lần này thì chúng ta sẽ nói về các cấp độ tự học Gu Shan. Để theo dõi trọn vẹn những vlog về Gu Shan của mình thì bạn hãy vào playlist Gu Shan Vlog nha. Trong vlog lần này thì chúng ta sẽ đi qua từng cấp độ tự học. Và mục đích của video đó là: thứ nhất, chúng ta có thêm kiến thức về quá trình tự học Gu Shan. Thứ hai là chúng ta có thể định hướng lại quá trình tự học của mình thông qua từng cấp độ. Và thứ ba, đó là bổ sung thêm những thiếu sót, những khiếm khuyết trong quá trình tự học mà có thể chúng ta chưa nhận ra. Một lưu ý cho video lần này là chúng ta sẽ không khen ngợi, không chê bai, không lên án bất kỳ một cấp độ nào, bởi mỗi người đến với Gu Shan có một mục tiêu riêng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay nha. Cấp độ 1 đang được vài bài là đủ. Ở cấp độ này thì mục tiêu chủ yếu của người chơi đó là có thể có thêm một tài lẻ nho nhỏ để tự tin hơn trong quá trình giao tiếp mà không cần quá nhiều thời gian để tập đàn. Ở cấp độ này thì người chơi sẽ không chú trọng đến yếu tố nhạc lý và kỹ thuật, chủ yếu là có thể đàn được vài bài là đủ. Đối với cấp độ này thì lời khuyên dành cho chúng ta đó là các bạn hãy liệt kê ra những bài nhạc mà mình yêu thích. Sau đó thì chúng ta sẽ lên mạng nghe các bài nhảy tấu khác nhau và chọn ra phiên bản nhảy tấu mà mình yêu thích nhất. Sau đó chúng ta sẽ tập lại giống y như phiên bản nhảy tấu đó. Lưu ý là chúng ta không nên chọn phiên bản nhảy tấu quá khó vì như vậy sẽ làm mất rất nhiều thời gian và có thể gây chán nản trong khi tập đàn. Cấp độ thứ hai đó là chơi được Gu Shan. Theo mình thì đây là cấp độ phổ biến nhất của người chơi Gu Shan, đặc biệt là ở Việt Nam hiện nay. Ở cấp độ này thì người chơi có niềm yêu thích, có sự đam mê và mong muốn gắn bó lâu dài với Gu Shan. Bên cạnh đó là có thể đàn được những bài nhạc mà mình mong muốn trong khoảng thời gian ngắn nhất. Ở cấp độ này thì người chơi có chú trọng hơn về yếu tố nhạc lý và kỹ thuật. Người chơi sẽ sưu tầm các xiết nhạc. Tuy nhiên, xiết nhạc lúc này đóng vai trò đó là theo dõi thứ tự dây từ một phiên bản đã đàn mẫu sẵn và sau đó chúng ta sẽ đàn lại giống y như vậy. Hay nói cách khác, nếu như không có một phiên bản đàn mẫu thì khi nhìn vào xiết nhạc chúng ta cũng không biết là phải đọc và làm sao, phải đàn như thế nào. Một trường hợp khác đó là người chơi sẽ sưu tầm dạng cảm âm, tức là những câu nhạc đã được viết dưới dạng tên nốt. Trên cảm âm thì không thể hiện bất kỳ yếu tố nhạc lý hay kỹ thuật nào. Ở cấp độ này, thường người chơi không dành nhiều thời gian để học nhạc lý cũng như là luyện ngón tập kỹ thuật, mà hai yếu tố này sẽ được tìm tòi, học hỏi khi chúng ta bắt gặp nó trong một xiết nhạc nào đó. Lời khuyên chắc chắn là chúng ta phải dành nhiều thời gian hơn cho việc học nhạc lý căn bản và luyện ngón, luyện tập kỹ thuật. Bởi mong muốn của chúng ta đó là gắn bó lâu dài với bộ môn này. Và hai yếu tố này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong Gu Shan. Do đó chúng ta cần phải dành nhiều thời gian hơn cho nó. Cấp độ thứ 3, chơi và đàn được theo xiết nhạc. Ở cấp độ này thì người chơi đã có kiến thức căn bản về nhạc lý, về kỹ thuật. Vấn đề là chúng ta cần thêm thời gian để thành thạo, nhuần nhuyễn hơn. Ở cấp độ này thì lời khuyên dành cho các bạn là mỗi ngày chúng ta sẽ dành ra một ít thời gian để tập đọc xiết nhạc, tăng thêm kiến thức nhạc lý của mình. Dành ra một khoảng thời gian để luyện ngón, luyện tập kỹ thuật, tăng độ dẻo dai linh hoạt cho các ngón tay. Hoặc là chúng ta có thể tập theo một cách khác, đó là trong một xiết nhạc bất kỳ, chúng ta sẽ chọn ra những câu nhạc, những đoạn nhạc mà chúng ta còn cảm thấy vướng mắc về yếu tố nhạc lý và kỹ thuật. Theo mình thì đây là cấp độ tối thiểu nhất của một người chơi Gu Shan nếu muốn gắn bó lâu dài. Khi bạn đến với team, khi bạn đến với những bài học của team thì team hy vọng là có thể giúp bạn đàn được Gu Shan ở cấp độ này, tối thiểu là đọc được và chơi được theo xiết nhạc. Bằng khả năng hạn hẹp của mình thì team sẽ cố gắng giúp bạn làm được điều đó. Và đây cũng là cái ấp ủ lớn nhất của team khi đến với bộ môn Gu Shan. Cấp độ thứ tư, tự đệm đơn giản một ca khúc. Ở cấp độ này thì chắc chắn người chơi phải có kiến thức cơ bản về nhạc lý và kỹ thuật,
Bên cạnh đó là tìm hiểu thêm về kiến thức nhạc lý nâng cao. Nếu như bạn muốn tự đệm đơn giản ở tông G, tông cơ bản nhất của đàn Mussel, thì chúng ta cần phải chú trọng đến điệu thức các bậc âm. Nếu như bạn muốn tự đệm trên tông gốc của ca sĩ, thì chúng ta phải bổ sung thêm kiến thức về tai nghe, về thẩm âm. Đây là một quá trình lâu dài đòi hỏi sự nỗ lực và cố gắng cũng như tìm tòi học hỏi. Sau đây thì mình sẽ lấy một ví dụ về tự đệm đơn giản nha. Cấp độ thứ 5, tự đệm ngẫu hứng một ca khúc bất kỳ. Ở cấp độ này thì đòi hỏi người chơi ngoài yếu tố nhạc lý căn bản thì cũng phải nắm rất chắc về nhạc lý nâng cao. Nâng cao ở đây tức là nâng cao hơn so với nhạc lý căn bản chỉ dùng để đọc được feed nhạc, chứ không phải là nâng cao hơn so với hệ thống nhạc lý quốc tế đâu nha. Bên cạnh đó là còn phụ thuộc vào sự sáng tạo trong sắp xếp âm thanh của người chơi và sự sáng tạo trong sắp xếp ngón đàn của người chơi. Theo mình thì đây là cấp độ mang dấu ấn cá nhân. Bạn có thể thỏa thích tự do đàn theo phong cách mà mình mong muốn. Nhưng đây cũng là cấp độ khá khó vì mỗi người cần phải có sự nỗ lực cố gắng rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ lấy một ví dụ về tự đệm ngẫu hứng nha. Mussel, hy vọng là video ngày hôm nay sẽ mang lại một ít kiến thức bổ ích cho các bạn. Nếu như bạn có thắc mắc gì thì hãy comment bên dưới nha. Và đừng quên đăng ký để theo dõi series tự học Mussel của Tiên cũng như là các bản cover mới nhất. Cảm ơn bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại.